anh em, và anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì Khanh chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe tải trên thị trường, từ những dòng xe chính hãng đến những dòng xe liên danh, và cũng nhận thu mua trao đổi xe cũ. Anh em nào có xe cũ muốn lên đời thì cứ alo cho Khanh nha, Khanh sẽ hỗ trợ anh em thu xe cũ và đổi xe mới cho anh em. Thì với clip hôm nay Khanh sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một con xe Chinh Long. Khanh vừa đi bấm biển số về, và con xe Chinh Long này mang biển số 70, là khách hàng ở Tây Ninh đó. Xe 4 chân có tải trọng là 17 tấn 950 nha anh em. Thì hiện tại cái dòng xe 4 chân 5 chân chỉ có Chinh Long là còn hàng, và chỉ còn anh em cũng hỗ trợ được ngân hàng hỗ trợ vay rất là cao. Nếu mà với con xe 4 chân như thế này, anh em chỉ chuẩn bị cho Khanh là khoảng 450 triệu là có thể lấy xe về chạy được rồi. Thì giá hiện tại con xe Chinh Long 4 chân này đang có giá xe thùng bạc đó, là có giá là 1 tỷ 530 nha anh em. Đó, còn thùng kính là 1 tỷ 630, hơn con 4 chân 100 triệu. Anh em nào đang có nhu cầu lấy con xe tải 4 chân có tải trọng 17 tấn 950 như con xe Chinh Long này thì cứ alo cho Khanh nha. Hiện tại xe đang còn rất là nhiều, nên là anh em mình đang có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Khanh. Hiện tại công ty của Khanh đang ở Bình Chánh và ở quận 12. Anh em nào đã có đi ngang cái đoạn đường này mà muốn coi xe hay là muốn tham khảo tư vấn về thủ tục mua xe á, thì cứ alo Khanh, ghé công ty Khanh thì Khanh sẽ tư vấn cho tất cả anh em về tất cả cái thủ tục mua xe bên công ty Khanh nha. Thì như anh em thấy, Khanh vừa đi bấm biển số về con Chinh Long rất là đẹp nha. Biển số rất là đẹp, 70H01086, biển số rất là đẹp, số gánh và 86, đuôi là lọc phát lọc nữa, rất là đẹp. Khách hàng rất là may mắn. Hiện tại bây giờ là cái biển số, tất cả các xe mà chuyển sang biển số màu vàng như thế này nè, đa số bấm biển số đẹp rất là nhiều, tại vì biển số vàng bây giờ nó rất là ít nha. Tôi đã trước giờ toàn bấm biển số trắng ha, bây giờ ra biển số vàng thì cái đầu số nó còn rất là nhỏ như anh em thấy rồi đó, nên là số đẹp nó còn rất là nhiều, nên anh em mình tranh thủ cứ ghé công ty Khanh, Khanh sẽ làm hỗ trợ cho anh em nha. Thì như Khanh vừa nói, con xe Chinh Long H7 4 chân này có giá tiền hiện tại đang là có giá là 1 tỷ 530 đó, cho anh em nào chưa có nhu cầu còn biết về cái giá bán đó là 1 tỷ 530. Anh em nào mua trả góp thì chuẩn bị cho Khanh là 450 triệu là có thể lấy xe về chạy rồi. Thủ tục mua xe thì bao gồm là chứng minh sổ hộ khẩu với đăng ký kết hôn, là những cái thủ tục là phải bắt buộc phải có để mà mua xe một con xe trả góp nha. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái phần chi tiết của con xe Chinh Long H7 này. Thì con Chinh Long H7 này, thứ nhất là nó được nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Trung Quốc, và nó sử dụng động cơ là động cơ Yuchai 6 máy, dung tích máy của nó là 8.5. Động cơ Yuchai là một trong những cái động cơ hàng đầu của Trung Quốc, nên là có chất lượng rất là tốt đó. Nên là anh em nào đang có nhu cầu lấy con xe Chinh Long H7 thì đây là một cái sản phẩm rất là tốt cho anh em, để mà anh em cân nhắc khi mà lựa chọn những cái dòng 4 chân hoặc là những cái dòng tải cao đó. Đây là cái số loại con xe mình nha, Chinh Long H7 nè, H7 nóc cao, và cái con xe này cái mã lực của nó là 330 mã nè đó. Đây là cái thông số xe mình nha, xe khách hàng của chị Nguyễn Thị Thanh, xe chở được 2 người, như anh em thấy là xe chở được 2 người, tải trọng cho phép là 17 tấn 950 nè, sát xe là 11 tấn 9 nè, tổng trọng tải con xe này là 30 tấn chẵn nha. Khách hàng ở Tân Châu, Tây Ninh đó. Đó là thông số xe, chút nữa mình sẽ lên phần thùng coi phần thùng nha. Bây giờ mình sẽ qua phần lớp xe. Thì con xe này nhập khẩu nguyên chiếc, nên là cái lớp nó chắc chắn là cũng phải là nhập khẩu theo xe rồi. Lớp này của Trung Quốc luôn, lớp linh long đây nè, lớp linh long, và những tất cả các cơ lớp mình đều bằng nhau hết nha. Xài cơ lớp là, như anh em thấy nè, xài cơ lớp 11R20, tất cả cơ lớp bằng nhau hết luôn. Con xe này là anh em thấy cái bộ xe rất là khỏe, to khỏe. Trong dòng xe 4 chân thì có rất là nhiều hãng xe đến từ Trung Quốc mà nổi tiếng, ví dụ như Chinh Long là một trong những cái điểm hình nè, Chinh Long nè, Đông Phen Hồng Huy nè, rồi Hổ Vồ nè, Sắc Măng nè, đó mấy con Hyundai Chago này nọ. Nhưng mà hiện tại con xe Chinh Long này đang có hàng sẵn, mấy dòng khác thì cũng có chạy cũng rất là ok, nhưng mà không có hàng sẵn. Nếu mà anh em mua là phải đặt đâu đó tầm khoảng 15 đến 20 ngày, có thậm chí là 1 tháng mới có xe nha. Còn như Chinh Long này chỉ còn anh em làm hồ sơ ngân hàng xong là bên Khanh sẽ đặt hàng đem xe về cho anh em liền đó, rất là nhanh gọn. Thì kích thước thùng xe như Khanh giới thiệu cho anh em là con Chinh Long này có kích thước thùng dài là 9,5 m, bề ngang là 2,370 m, và chiều cao là 2,150 m. Đó là một chiều cao tối đa, và kích thước này là kích thước tối đa của một con xe thùng bạc rồi. Còn như anh em nào mà muốn kéo kèo hay là muốn làm cao lên á, thì mình chạy phải ít nhất phải 6 tháng rồi mình mới làm hoán cải thùng mới kéo cao lên được nha. Nhiều anh em cứ liên hệ Khanh là hỏi con xe này có kéo cao lên được hay không. Thì con này phải, Khanh đã liên hệ và làm việc với bên đăng kiểm rồi, bên đăng kiểm nói con xe này mình phải chạy 6 tháng mình mới cải tạo làm cao hơn được.
Đó, do cái thước thùng khá là dài nên là con xe mình là sẽ đóng là mỗi bên 4 bửng. Tổng bửng mình mở được là 9 bửng nha nè. Con này là thùng tiêu chuẩn thôi. Đó, anh em thấy thùng tiêu chuẩn thì nó rất là chắc chắn. Sắt. Nó sẽ rất là cực kỳ chắc chắn luôn. Sắt thì anh em có thấy bàn rồi. Trong những cái mà kim loại á, là sắt thằng chắc nhất. Đó. Còn như anh em muốn chống xét thì chúng ta là sẽ làm inox. Nhưng mà inox thường thường đa số là khách hàng làm bằng cái sàn inox thôi, chứ ít ai làm cái trụ inox lắm. Đó. Đây là anh em thấy cái sàn mình là sàn sắt phẳng. Còn đây là khách hàng chở mấy đồ khô đó. Ở Tây Ninh người ta chở đồ khô rồi nên người ta không cần mà mấy cái sàn chống nước rồi này nọ nữa. Là còn như anh em nào mà muốn chở cái sàn hay sao, muốn dập lá me hay là sàn inox hay sao đó thì cứ alo trực tiếp cho Khanh, Khanh sẽ làm cho anh em cái sàn theo yêu cầu nha. Nói chung cái thùng nào Khanh đóng cũng được hết đó. Và cái con xe này bên công ty Khanh không có bán chassis được nha anh em, tại vì bữa giờ nhiều anh em cũng hỏi Khanh là con xe này mua chassis thì về cho anh em tự đóng thùng, tại vì cái thùng này nhìn có vẻ yếu, nhưng mà bên nhà máy Hải Âu người ta không có bán chassis cho Khanh, người ta bán nguyên con như thế này luôn. Có gia cố thì mình gia cố thêm thôi, chứ giờ bán chassis không rồi còn thùng thì Khanh không biết cho ai, nên là anh em thông cảm giùm Khanh, bán rồi bán nguyên con như thế này luôn nha. Đó, anh em thấy cái cầu rất là to nha, cầu mình là cầu do xe 4 chân này, là này là hai cầu thật nha anh em, chứ không phải hai cầu giả nha, hai cầu thật luôn. Đó, cầu rất là to. À, anh em nào mà đang có nhu cầu có xe hay là muốn đổi xe thì cứ alo trực tiếp cho Khanh, số điện thoại trên màn hình. Có anh em nào có xe cũ á, có xe cũ muốn đổi thì cứ gọi cho Khanh, Khanh sẽ đứng ra đi thu mua trao đổi xe cũ đó cho anh em nha. Bây giờ anh em mình sẽ lên phần nội thất coi nội thất của xe trên Long H7 2021 nha anh em. Đây là nội thất trên Long H7 rất là cao. Thì đa số những cái dòng xe mà 4 chân 3 chân nhập khẩu nguyên chiếc của Trung Quốc á, là nó chỉ có hai chỗ ngồi thôi. Zack cũng hai chỗ ngồi, thằng Đông Phen cũng hai chỗ ngồi, và thằng Trinh Long này cũng vậy, hai chỗ ngồi. Và ghế này là ghế hơi. Chất liệu ghế là ghế nỉ nha anh em. Đó, có cái bệ tì tay luôn. Cũng rất là thoải mái đây. Cho anh em mình ngồi cho nó thoải mái hơn. Xe thì như Khanh mới nãy giới thiệu, con xe này sử dụng động cơ Yuchai với dung tích máy là 8.5, 6 xi lanh thẳng hàng, 330 mã lực. Đó, thì hộp số của nó là 8 tiếng 2 lùi. Đó, số này số 2 tầng nha anh em, lùi thỏ. Đây là cái vô lăng xe này, anh em thấy vô lăng là vô lăng 4 chấu. Đó, vô lăng này thì làm cũng bình thường thôi, nhựa này cũng cầm nắm ok. Nhưng không có mấy cái mạ chrome xung quanh vô lăng thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, nhưng mà con này không có, chỉ có logo Trinh Long mạ chrome thôi. Đây giờ Khanh sẽ mở cái đồng hồ trên xe Trinh Long lên cho anh em coi. Đồng hồ rất là đẹp nè, mở lên sẽ có con rồng bay nè. À, anh em thấy chưa, rồng Trung Quốc đó. Đây là hai cái đồng hồ, đây là đồng hồ nhiên liệu nha anh em, đây là đồng hồ vòng tua máy, đây là đồng hồ nhiên liệu này gần hết rồi nè, đây là đồng hồ km đi được nha. Thì với tông màu chính của con xe này là tông màu nâu rất là đẹp, màu nâu thì một trong những cái màu rất là cao cấp nha, thường dùng trên những cái con xe cao cấp như xe du lịch đó. Nhưng mà thằng Trinh Long đa số dòng những dòng xe Trinh Long như là Zack bây giờ rất là thích cái màu nâu như này, nó đều dùng lên cái con xe. Nhưng mà cái thằng Trinh Long này nó rất là rộng rãi, anh em thấy nó có rất là nhiều cái hộp để giấy tờ. Và cái điểm đặc biệt cái con Trinh Long này là nó là cabin nóc cao, thì nó sẽ có hai giường nằm đó, cho anh em mình có thể mà nghĩ nè, đây là một cái giường nó thả xuống, bây giờ Khanh sẽ thả xuống một cái giường nữa nè. Đây nó cột lại mất tiêu rồi đó, này mình bấm nút là mình thả cái giường này xuống được nè anh em. Đó, cái này xe này còn mới của khách hàng người ta, nên là anh không gỡ, để về cho khách hàng tự gỡ. Nhưng là đây một cái giường, ở dưới đây một cái giường nữa nha. Và phía trên đây nữa anh em coi nè, nó có rất là nhiều hộp để giấy tờ đó. Đây nè, một cái nè, hai cái nè,
ba cái nè. Xe trắng có gì ngồi để mấy cái hộp giấy tờ anh em này cũng biết rồi, xe con xe 4 chân 5 chân là những cái con xe để vận chuyển hàng đi đường dài, thì đi đường dài đa số là chắc chắn là phải đi qua đêm và đi vài ngày thậm chí cả tuần, nên là những cái hộp đó để giúp anh em mình đựng được cái quần áo, cái vật dụng vệ sinh hàng ngày, nói chung là cái, những cái mà giúp mình đi đường xa đó. Thì con xe này rất là tiện nghi, nhiều tính năng và giá tiền hiện tại cũng rất là tốt. Anh em nào đang có nhu cầu gọi trực tiếp cho Khanh nha, số điện thoại trên màn hình đó. Thì không thôi anh em có thể kết bạn Zalo nhắn tin cho Khanh cũng được, anh em thắc mắc hay là muốn tìm hiểu gì cứ gọi cho Khanh. Thì Khanh xin phép kết thúc video tại đây. Giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.